Năm nay, gia đình chị Huế ở Hà Nội chọn đến bãi biển Cồn Vành trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Bởi đến đây, cả gia đình thấy thoải mái với các hoạt động nghỉ dưỡng, vui chơi tắm biển. Tôi về biển Cồn Vành thì tôi thấy là không khí thì trong lành, rồi bãi biển thì đẹp, công tác vệ sinh thì sạch sẽ, bãi biển không có rác. Những ngày này, khu du lịch sinh thái Cồn Vành còn đón nhiều đoàn du khách đến từ các tỉnh như Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nam, Hà Nội. Bãi biển khá sạch, giá cả dịch vụ phải chăng là những điểm tích cực mà các du khách đến đây nhận thấy. Đấy là Cồn Vành của Thái Bình, còn so với các cái bãi biển khác ấy là rất là đẹp, sạch sẽ. Du khách này đến rất là đông. Mong là cái khu vực này nó ngày càng phát triển hơn và đẹp đẽ hơn. Hàng năm thường thường là đến nghỉ hè hoặc là ngày nghỉ lễ là gia đình chúng tôi cũng về đây chơi. Dịp nghỉ lễ, Ban Quản lý Khu Du lịch Sinh thái Cồn Vành huy động 100% cán bộ ứng trực, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho du khách tắm biển, vui chơi, các biển cảnh báo, khu vực an toàn cũng như hướng dẫn khách du lịch khi đến tham quan khu du lịch sinh thái Cồn Vành. Thì Ban Quản lý là tuyên truyền và chỉ đạo cho các cái hộ kinh doanh phối hợp với lại Ban Quản lý trước ngày nghỉ lễ là ngày 28 tháng 8 thì chúng tôi tiến hành tổng vệ sinh toàn bộ khu vực Cồn Vành và khu vực bãi tắm. Cho nên là hiện nay là tại khu vực bãi tắm Cồn Vành lượng bèo bồng rồi là lượng rác thải do sóng biển xô vào bờ là chúng tôi đã dọn rất là sạch sẽ, đảm bảo cái cảnh quan môi trường. Ban Quản lý cũng phối hợp và chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm rồi một số các cái lĩnh vực công tác khác, làm sao là để cho du khách có ấn tượng khi mà trong cái kỳ nghỉ về tại Cồn Vành. Ước tính trong 4 ngày nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, khu du lịch biển Cồn Vành thu hút 25 đến 30.000 lượt khách tham quan tắm biển.